bình minh và hoàng hôn. Cả hai đều rất đẹp. Nhưng tại sao người ta chỉ thích đặt tên là bình minh thôi nhỉ? Tôi rất tự tin vào giọng hát của mình, chinh phục mọi nốt bài khó tính nhất. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Ôi má ơi, người gì đâu mà đẹp long lanh như trong bức tranh vậy trời. Yeah, ta đi đây. Hồ Biên. Ta đi bộ. Khi anh chịu gặp em thì thôi. Trái vũ thai. Em yêu ai cũng thế. Không. Thời hạn sống thì tối đa còn 5 năm. Anh Phong với cái vị gì mà nhập viện nhanh lắm? Chuyện nhỏ mà. Thằng bạn thân của tôi này có chuyện gì? Phim của cuộc đời Đình Phong ấy nó còn dài ai quá. Này, bây giờ mới biết là hôm nay là ngày mai là cuối cùng á. Ồ, tự nhiên nghe cái câu đó tự nhiên đau lòng quá. Sky khi anh viết thì nhân vật Sky là nhân vật, cái nhân vật đó ở trên giấy nó không có rõ màu sắc. Harry không phải là người cho anh linh cảm, nhưng Harry cho anh một cái niềm tin, là vì Harry không đến casting để cầu may, không đến casting như là một cái job đi làm, là tôi đến được casting là mấy anh có kết quả hay báo tôi biết, mà anh thấy ở Harry có một cái sự chiến đấu để trở thành cái nhân vật đó. Và thật sự là vì cái nhân vật này mà Harry nghiên cứu nhân vật Đình Phong là người như nào, nhân vật Sky người như nào, và dù sao là Sky phải yêu Đình Phong. Mà thật sự là mới gặp đầu tiên mình đâu biết là Đình Phong là người như nào, không biết cái gì hết. Bởi vì Harry phải xem cái nhiều cái clip của Sơn Tùng rất là nhiều, Harry nghiên cứu để làm sao cho nó Sky nó yêu nhân vật Đình Phong như nào. Và thật sự là rất là thương Đình Phong thiệt luôn á, rất là bất ngờ luôn. Nhưng mà Đình Phong hay bắt nạt Sky luôn. À, Đình Phong và Sky phải làm đi làm lại, hôn đi hôn lại. Và cái cảm xúc hiện tại thì như các bạn biết đấy, mình cảm thấy rất là vinh dự. Một chút gì đấy rất là bồi hồi, thêm một chút sao xuyến vì được hôn một người quá là đẹp như Harry. Ồ, Yiputa, rất là đẹp. Sky. Chào Phong. Có gì vậy? Dạ, em đang khen anh ạ. Mới thế cho nên... Ây gư. Mới thế cho nên rất là... Yiputa. Cảm ơn anh ta. Sorry, đọc kịch bản rất kỹ và tưởng tượng theo cách của Harry. Mà Harry bước vô cái buổi diễn thử, lúc đó Harry anh mới được nhìn thấy là cái cô Sky, cô nên là cái màu này, làm cho cái nhân vật nó dễ thương, nó sinh động hơn. Hôm
qua cũng là đi lên thuyền là Harry, Sky lại bị sức cái chân của Sky nữa, cho nên Sky lại bị chảy máu nữa. Lúc đó lên là lúc đó sóng rất là cao, cho nên Đình Phong phải cầm Sky lúc đó Sky đi lên. Mà nói chung là hôm qua Đình Phong rất là lạ, không hiểu sao hôm qua là tự nhiên cái tâm trạng bị sao á, tự nhiên giúp đỡ Sky, xong rồi Sky ui trời ơi đau quá, xong rồi sao vậy, xong rồi không bị chảy máu, rồi xem đi nào, xem đi nào, chưa bao giờ Sky nghĩ là ủa hôm nay Đình Phong bị gì á, hôm nay trời ơi hôm qua. Đúng rồi, chính vì mấy câu đó mà Sky bị mê thì phải. Sky rất là yêu Đình Phong. Mấy lần mà em đi ăn với Harry ở ngoài, Harry tâm sự là Harry rất là yêu cái nhân vật Đình Phong. Và đó là một điều anh rất là hạnh phúc. Anh nghe diễn viên qua nói là anh rất là hạnh phúc. Bởi vì họ rất là sống với nhân vật. Mấy ngày nay là Sky khoảng chừng 3 giờ 4 giờ rồi sáng đi về, rồi tắm xong rồi ngủ là khoảng chừng 5 giờ, rồi là khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ là Sky phải thức dậy để đi tập thể dục. Thật sự là rất là mệt. Đa phần những lúc Harry áp lực thì anh lại không có ý là muốn giải tỏa cho Harry. Bởi vì Harry là một người biết cân bằng cái áp lực, để biết áp lực thành một cái yếu tố tích cực. Cho nên là mỗi lần mà Harry áp lực đó, thì Harry sẽ thường thường là nghĩ về vai diễn. Áp lực bởi vì làm sao cho tốt hơn. Đó là những áp lực thấy anh nó tích cực, không có tiêu diệt cái cảm xúc của diễn viên. Kia thì nó hết cháy được rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Thì mình nhớ cái lần đó là cái cảnh khó, mình phải quay tới hai ngày. Thì cái cảnh cái ngày thứ hai á là thật sự là Harry rất là nhập tâm vào nhiều về cái nhân vật. Nói chung là cái cảnh khóc là Harry rất là sợ, tại vì Harry ít khi khóc được á. Tại vì Harry bình thường là Harry ức chế cái cảm xúc của Harry nhiều quá, cho nên Harry khóc rất là khó. Nhưng mà cái folder là toàn là nhạc buồn thì là nhạc buồn. Harry download nhiều cái bài fan là buồn, lời buồn mà buồn bằng tiếng Hàn Quốc, tại vì tiếng Việt thì Harry không hiểu. Harry download xong chẳng rồi thì nghe, thì lúc đó mới có thể nhập tâm vào là không sẽ xảy ra chuyện như thế nào, nếu mà là người yêu của mình thì nó ra như thế nào. Thì suy nghĩ vào thôi thì nhập tâm nhiều. Cuối cùng thì được ngôi tiếng Anh. Cho bạn khóc. Bạn khóc xong, bạn ngồi bạn khóc riết luôn. Mà coi như là chị Băng rồi em Văn rồi bao nhiêu con người bu vô làm mọi thứ, mà nó ngước lên cười ghẹo cùng rồi này nọ ghẹo cười rồi đấy, ngước lên cười cái xong rồi khóc tiếp. Mình thấy rất là ai cũng thương hết, cũng thấy hết, nhưng mà không biết làm sao hết trơn, chỉ có ngồi cho cô khóc đã rồi thôi. Mình cảm thấy là không, cái sự hy sinh rất là lớn của diễn viên. Cái buồn của nhân vật Sky nó sẽ mang đến cái niềm vui cho nhà. Nếu chúng ta làm việc hiệu quả, làm việc tích cực mang đến niềm vui, nó là một yếu tố chữa bệnh rất là tốt. Và anh tin rằng Harry đã rất hạnh phúc trong những ngày mà Harry cùng làm phim trở thành nhân vật Sky. Anh luôn luôn nhìn thấy được cái hạnh phúc của Harry mỗi khi mà được làm việc. Sky bây giờ tự nhiên mê cái nghề diễn viên rồi, rất là hay. Tại vì từ trước đến giờ là Sky muốn làm sao cho nó có nhiều kinh nghiệm, mà cuộc sống của Harry là chỉ có một cái thôi, chứ đâu phải là hai ba cái được. Nhưng mà nhân dịp Sky đóng vai trò Sky thì giống như là Harry hiện nay đang hai cái cuộc sống, một cái cuộc sống là Harry, một cái cuộc sống là Sky, cho nên nó có một cái kinh nghiệm khác, nó rất là hấp dẫn. Người ta bảo là cái nghề mà diễn viên là rất là có phước, mà nó đúng như cái
câu đó rất là mê luôn á, thật sự là rất là thích luôn. Và hiện nay Sky đến đây á là cảm thấy kiểu như là mình đi chơi chứ không phải là đi làm việc, thật sự là rất là không có bị căng thẳng, ngoài trừ Linh Phong bắt nạt Sky thế thôi. Hai màu.